em chào anh em đã quay trở lại với channel của Bộ Đài Gaming. Hôm nay mình sẽ quay trở lại với anh em cùng với sự kiện đang diễn ra ở server Real Mùa Online. Đó chính là sự kiện chuẩn bị cho Season 1.2.3. Và ở trong sự kiện này thì admin đã có bán các gói vật phẩm như sau. Anh em có thể để ý thấy trên màn hình diễn ra, đó chính là các cái gói Lapis Stone, tức là có thể mở ra đá hoặc là thuyền tai anh em. Ngoài ra gói Golden Capsule, gói này thì có thể mở ra là pet. Và gói Spider Artifact, gói này thì anh em có thể mở ra được là đá phù quất. Và nó có nhiều dạng, anh em có thể là loại nhân 50, nhân 20 và nhân 1 anh em. Anh em có thể ý, nhân 1, nhân 20 và nhân 50. Thì ở đây mình cũng đã mua là hộp thử 50 hộp. Và mình sẽ cùng với anh em trải nghiệm thử xem đối với 50 hộp này thì mình có thể may mắn nhận được những vật phẩm nào nhé. Và để test drop vật phẩm, mình sẽ về bản phát thuộc chính là Laurentia. Đấy, chúng ta sẽ về Laurentia để drop vật phẩm. Đầu tiên mình sẽ chơi với là 50 hộp Guardian, tức là 50 hộp đấy nhé, 50 hộp này. Hộp này thì sẽ có tỷ lệ là mở ra pet cười nhé, thú cười. Để mình sẽ bán được những cái món đồ này đi. Đấy, để thông báo này đi. Rồi, để chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy hơn. Đấy, mình sẽ đưa nó qua đây. Đầu tiên chúng ta sẽ mở hộp đầu tiên. Ui, 3 viên đá nâng cấp anh em ạ. Tiếp nói anh em. Ui, đá đỏ, xui thế. Tiếp anh em. Ui, đá đỏ nữa. Ui, 3 viên scoop chúng đề á. Đủ 10 mảnh thì chúng ta có thể mở được con ngựa ma đấy anh em. Rồi, 6 mảnh nữa rồi. 5 hộp mới chưa thể được con pet nào. Ui ơi, đá đỏ. Ui, 5 đá nâng cấp nữa. Ui, 5 nữa. Ui, 5 nữa anh em, xui thế nhờ. Ui, 50 hộp có vẻ không được gì đâu anh em ạ. Quá là xui xẻo rồi anh em ơi. 3 trời ơi, toàn là đá không, chưa thấy con người nào, chưa thấy con thủ cưỡi nào. Ui, xéo gót khâu rồi nhé. Cái này thì dùng để mở người nhé, hai cái mở người má đi nhé. Mở nào, đừng đi nào, không được có pet nào luôn à. Rồi xong, đừng có pet nào đấy anh em ạ. Để vào đây cho dễ nhìn nhé nhé. 14, 13. Đây rồi anh em, đây hồng đồ rồi. Tiếp. Ui, không được có pet nào anh em ạ. Có vẻ hơi xui rồi nha. Còn 5 cái cũng không được. 4 3 2 1 hết. Không được con ngựa nào nha. Được 3 cái mảnh nâng cấp chỉ tạo ngựa ma. Thì bây giờ mình sẽ chỉ tạo anh em luôn. Chúng ta vào đây, bỏ vào. À, thiếu B anh em ạ. Không còn cái B nào đến người này. Có B thì có thể chỉ tạo ra con người ma góc khâu này nha anh em. Ok, chúng ta sẽ đi đến với 50 hộp tiếp theo. Khá là xui đấy anh em. Còn bên B nào không? Vì tên người không có bên B nào luôn anh em ạ. Rồi, chúng ta sẽ đi đến với 50 hộp tiếp theo sẽ là Lapis Stone. À, tiếp tục đi anh em nha. 50 hộp tiếp là 50 hộp này tiếp. Đây coi nhé. Ui dồi ôi ăn tên không sợ mưa rồi, nên đuổi mạp rồi anh em ạ.
Cái gì đấy? Ui, sai đi anh em ơi. Toàn ngọc thế này. Trăm năm mươi đã xanh đã đỏ có vậy nhiều anh em nhỉ. Cái này mà đừng ra một đấy, phải nhiều hơn một tỷ nhau để đủ 10 thì chúng ta một tỷ đồng ngừa má anh em. Ui được hai luôn anh em này, hai bình này mình không nhớ ra cái gì nữa anh em, tí là chúng ta sẽ cùng test thử nhé nhé. Giờ thì mình chịu thôi. Đây là sắp đây rồi anh em ạ. Ôi trời ơi, toàn đá xanh thôi, đá xanh nâng cấp nữa thôi, không ra thêm pin nữa anh em. Hết rồi anh em, may mắn là chúng ta chỉ đến đây anh em ạ. Rồi mình sẽ mở luôn, mình sẽ mở luôn hai pin này anh em để thử xem đứa gì đây. Tinh, ui một UR anh em ơi, ngay tuyệt đối. Tiếp còn hai, hai UR không được đấy anh em ạ, còn UR rết nào? Ta sẽ xem cùng xem một, Atac được, Atac cũng được anh em ạ. Atac thì chúng ta sẽ dùng trong việc cay, khi mà chúng ta sẽ không còn phải solo trong một bài nữa thì chúng ta sẽ cần nó trong việc gây đam để cay lên mục tiêu. Tiếp tục chúng ta sẽ đi đến với con UR thứ hai. Ui dồi ôi, tỷ lệ mình đam. À, con này mình biết thì cũng đỡ ý em ạ. Thì đã có UR Atac ra đây mà ngon. Nhưng thì ra vẫn lời nha. Vẫn lời nha, hai UR cho 100 hồn. Rồi, chúng ta sẽ bỏ hết mấy cái ra cho bọn này vào đây nhé. Ok, anh em đợi mình xíu, mình sẽ gom cái ngọc ngà châu bảo này vào đây trước, sau rành chỗ ra sau đó sẽ đi mở tiếp của cả hòm tiếp theo. À, 100 hòm đầu tiên thì chúng ta mở hai con UR khá là ngon đấy anh em. Tiếp tục 100 hòm mà bắt pistol đây nha, 100 hòm lapis thử xem chúng ta sẽ nhận được những vật phẩm gì. Ui Erinler cho cờ lo đấy anh em ạ. À đó gì, à chỉ là như này thôi á, cho nên chúng ta sẽ đợi ra được cái hộp to to giống như hồi này. Ui ra được 10 luôn này anh em, ngon ngon đấy. Một hộp, hai hộp, ui cả lơ này ngon nhỉ. Speed này anh em, speed cho hồi AG là ngon này anh em ạ. Đây chúng ta di chuyển cái này xuống đây đã. À, gom lại. Cái này chắc tí là phải đi đổi đấy anh em ạ. Không ra được hộp to à. Đấy, cứ gom lại thôi nha, cứ chờ đợi nó ra hồng to thôi. Ui toàn ui ra gì đấy, mà dòng ấy, ba dòng bọn đế đế nhé em nè, đế đế thì lại ngon. À tắt speed này, ôi trời, speed này, sao skill này. Speed AG là ngon đấy anh em. À, signing ringbox này anh em. Chúng ta sẽ cầm ra cái này anh em. Mình sẽ cất lại đã. Ui ra 10 thôi anh em ạ. Rồi bây giờ những cái nào một dòng thì chắc mình sẽ đi gỡ đi hết đi nhé. Một đến hai dòng của L thì mình sẽ gỡ đi. Ừ.
attack speed hồi HP 3% được. Lord Defam thì tuyệt vời còn gì hơn. L này Wing speed ngon. Đây chúng ta sẽ bỏ mấy Crystal này. Đây một dòng này Crystal Excellent này. Một dòng này. Đấy một dòng mà không có lái hay là không có lái thì nó sẽ bỏ đi nhé. Đây 1, 2, 3, 4 lái 3 dòng, lái 2 dòng, 3 dòng, 2 dòng, bỏ lại đi cho đủ. Ok ta sẽ phá hủy nó đi để ta có hình nhãn nó xanh nhé mà. Rồi đây là mấy cái cả bên phải, cả bên phải thì khá là có tiền đấy nhé. Anh em bán 500 chắc cũng có người mua rồi. Tao vừa được một cái gì anh em nhỉ? Ui ở tiếng lờ. Bao hộp luôn nhưng mà có speed 48 hộp này xem ra được cái nào được không. Rồi chúng ta cắt cái bên phải lại nhé. Đây là cắt cái bên phải lại. Đây những cái array này là không thể bán được, không thể phá hủy được. Đây 50 này nhé, 150 đã xanh rồi, không để nổi nhé. Đấy 7 đấy 3 5 trời ơi cái gì đây, hai dòng cỏ lai, dòng này vứt speed thì sao là được. Trời ơi ui một đồ phế vật, hai đồ trời ơi. Protection nè, block à, protector, ui, gen nè, alt, toàn là ba cái, á, cái gì đây, ui, đi ultimate mà là dòng nhất con que nhá mà, cái dòng này thì là phá hủy hết. Hết rồi nhá, chúng ta chỉ được một cái 100 hộp, chúng ta chỉ được là một hộp sai đi nhớ rebook. Đây mình sẽ hack stone một cái đây. Đầu tiên là bỏ hai cái này đi. Quá lực 13 anh em. Rất là chặt rương. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ rebook nốt. Đấy, quả bên cuối cùng này nó vào nhị vàng đi để đi cho nó chặt hơn. Rồi mình chúng ta sẽ cùng mở signing ring box xem ra ở bên mấy. Bưng ui rồi ôi central ở ring cấp 2 quá là chán, quá tệ nhé mà. À, chúng ta sẽ đến với 50 hôm cuối cùng với Spider Artifact. Ây à, để xem được cái gì không cho anh em. Đây anh em, mình sẽ đưa cái này xuống. Rồi mở nào. Rồi đã đã đó dùng để nâng cấp Artifact anh em ạ. Thì ra anh em mở cái đá này cũng ngon đấy nhé. Mở hôm này ngon đấy anh em ạ. Ở hôm nay có đá ngon vì đá này ui ra luôn một hộp đỏ đấy anh em, ui hai hộp đỏ kìa anh em. Anh em nên chơi hôm nay anh em ạ. À, anh em đến chơi hôm nay cho mình lời hai gì đây, trend 500 max HD còn 9 luôn ạ. Cơ bản là còn 9 HD rồi đấy nhé, ngon chưa.
cái này AG còn 7, cái này NE còn 6. 28 hôm rồi. Rồi đã là 2 hôm đỏ rồi. Ai một không ra 10 thì cũng là bình thường đấy nha bạn. Cái này thì AG còn 6 bình thường thì 8 chứ còn em ra được cái ô nắm ấy. Nắm mà 11 đám thì còn được, hoặc là đẹp 11 nữa thì ok. Còn mấy cái này thì bình thường nha bạn. Rồi chúng ta còn 4 hôm nữa nha em. 2 3 4 rồi hết. Chúng ta sẽ có được 77 mảnh nâng cấp đấy nha. Ui 6 thôi nha bạn. Chỉ được 6 thôi nha. 6 nhưng mà lại attack power increase cộng 5. À không có nào. Được 7 không? Được 7 không? Ui cũng chỉ là 6 thôi nha, 6 thì rẻ nha. U xe cộng 6. Sáu vui nha, mà sáu vui nữa phải bỏ đi nhé. Chúng ta có thể phá hủy nó ra làm đá. Cách đây còn chỉ thị trường lại nhé. Ok. Tổng kết lại với hơn 20k với con thì chúng ta sẽ được gì? Hai con UR, một đồng con ngừa hồi này, vậy là một đồng ring bên phải cấp 1 và một cái ring cấp 2 bên phải. Đấy, 85 đá nâng cấp anti-pháp hết. Và một cơ sổ là 50 cùng đã nâng cấp ring và 50 cùng đã nâng cấp ngựa. Đó là tất cả những gì mà chúng ta sẽ có trong event này. Đây nhé, Rapid Stone. Với lại theo mình thì anh em có, nếu như mà anh em mới chơi ban đầu thì anh em sẽ có hai thử để anh em chơi. Anh em nên chơi cho mình để kiếm được con pet UR này này anh em. Anh em nên chơi cho mình là Wooden Scapto này. Anh em chơi cho mình gọi 50 đi, chơi cho mình phá hộp 150 hoặc là 200 cái hộp này thì anh em sẽ có một dàn UR cho nhân vật của mình, thì tâm sẽ rơi vào khoảng 10 cái con. Và anh em chơi giúp cho mình là anti-pháp này để anh em kiếm anti-pháp 7 cho có tính, thì nó cũng sẽ rơi vào khoảng 1.000 để hết hết. Để anh em nhập cái mình hơn này tám hộp là 8 cái con thì anh em đạt được cả anti-pháp 6 luôn, thậm chí hết hơn được thì anh em đã đạt được luôn là anti-pháp 7 ngay từ lần đầu tiên. Còn lắp chip thì anh em phải khá là khó. Anh em chỉ nên chơi cho mình khoảng tầm 50 bốc may mắn cho vui thôi. Vì cái phiên tai này thì anh em để là chỉ có ra được một cái phiên tai bên phải là cấp 2. Và phiên tai này anh em có thể săn đá khá là dễ, nên hiện tại anh em đừng có mua cái hòm phiên tai này. Chỉ vừa đủ khi mà anh em đã đủ up phiên tai của tất cả nhân vật. Dù là phiên tai cấp 1 thôi cũng được nha nhé. Còn lại anh em dùng cho mình là gọi mua điện và gọi anti-pháp anh em nhé. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Và anh em đừng quên để lại cho mình lượt like, những lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye.